Ở bên kia người ta cao 1m63 là người ta còn mang đôi guốc vô. Bề cao là bề ngoài thôi, còn mình có cái khác nó cao hơn nữa. Cái gì cao hơn nữa? Khi tìm hiểu mới biết được chứ giờ nói thì sao biết được. Ở trong nó cao, ở ngoài nó thấp sao? Trừu tượng quá. Chào mọi người, em tên Trương Thị Thi Tiên, em đến từ Huế. Rồi, chào bạn, bây giờ mình đợi bạn trai của mình ra nha. Dạ. Mời bạn trai. Chào bạn. Chào anh Cường Linh. À, nó lớn lên, rung quá vậy? Căng thẳng quá không? Dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Việt Nam, em 35 tuổi. Nguyễn Việt Nam? Dạ. Đúng số 35 luôn? Dạ. Quê đâu? Quê em ở Huế. Ở Huế luôn. À, cùng quê với nhau rồi ha. Việt Nam vào Sài Gòn lâu chưa? Việt Nam vào Sài Gòn lâu chưa? Nghe lạ lạ. Dạ em vào Sài Gòn 10 năm rồi. Bây giờ ở Sài Gòn với ai? Dạ em ở một mình. Ba mẹ ở ngoài Huế luôn? Dạ ba mẹ ở Huế. Mình làm công việc gì? Dạ kinh doanh phần mềm kế toán. Bạn nữ mình giới thiệu lại về bản thân mình. Em tên Trương Thị Thi Tiên. Em là nhân viên kinh doanh. Kinh doanh về gì? Thực phẩm chức năng với lại spa chăm sóc sắc đẹp. À vậy hả? Mình làm công việc này được lâu chưa? Em làm công việc này được khoảng 1 năm. Mình vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào được 8 năm. Vậy bây giờ mình vào đây ở với ai vậy? Hiện tại em ở nhà Nhi. Còn ba mẹ mình vẫn còn ở ngoài đấy. Dạ. Có ai về quê thăm nhà không? Dạ có. Hy vọng là năm nay là về có người đi chung cho vui ha. Mình giới thiệu một chút xíu về mà cá bản thân của mình. Em là một người có cá tính theo kiểu miền Nam, thẳng thắn. Nếu mà gọi là theo kiểu tính gái Huế chuẩn mực thì em không phải kiểu gái Huế xưa như vậy. Em nghĩ những cái điểm thân thiện, dễ gần thì đó là đặc điểm mạnh của em. Những mặt hạn chế? Hơi cổ hủ một xíu trong chuyện tình cảm, trong chuyện gia đình. Cổ hủ là sao bạn? Người phụ nữ phải biết lo cho gia đình. Không chỉ là biết ham mê công việc ở bên ngoài. Vậy là quá tốt, cái điều này sao lại khuyết điểm được. Điều này là các bạn nam rất là thích. Hai bạn đều ở Huế. Sao bây giờ hai người không thử nói tiếng Huế với nhau đi? Mình trao đổi những thông tin gì với nhau, mình cảm thấy là cần muốn tìm hiểu gì? Cho em hỏi là nếu mà anh lập gia đình thì trong gia đình có bắt buộc là phải có sanh con trai hoặc là con dâu là phải có những chuẩn mực như thế nào không ạ? Không. Tuy là mình là con đầu nhưng mà không hẳn là phải sanh con trai hay con gái. Tại vì sanh con nào cũng là con. Tại vì có nhiều gia đình ở Huế là bắt buộc là phải có con trai. Không, cái đó là tùy gia đình thôi. Nếu như hai người đồng ý nhau thì mình có tiến tới hôn nhân liền không em? Chắc chắn rồi. Tại vì mục đích là mình đi kiếm vợ mà. Cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày thì thành vợ người ta mới tin rồi. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tổ chức đám cưới được? Nếu mà hợp nhau thì 1 tháng tới 3 tháng. Nhanh vậy đó hả? Không cần hỏi ý kiến gia đình nữa hả? Tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, nếu mà gia đình can thiệp nữa thì thôi không lo nữa. Bạn nữ thì sao? Đối với em thì mặc dù là lớn tuổi nhưng mà vẫn phải có thời gian tìm hiểu cho nó rõ ràng. Chứ mình lại nhau về sống với nhau cả đời chứ không phải là chỉ để một thời gian rồi lại không hợp rồi lại ly dị. Theo như bạn bao nhiêu lâu là tìm hiểu hợp lý nhất? Khoảng 6-8 tháng. Bạn có đặt ra cái mẫu người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Một người bản lĩnh trong cái hoàn cảnh là có thể là người ta làm ăn thua lỗ hay gì đấy nhưng người ta biết đứng dậy và lo được cho gia đình, đồng thời là một người biết tôn trọng và là người biết chia sẻ. Về ngoại hình mình có đưa ra cái chuẩn gì không? Em thích nam cao khoảng từ 1m7 trở lên. 1m7 trở lên, tại vì em đã cao 1m67-1m73 rồi, em còn mang đôi giày cao nữa. Nghì quá. Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em 1m50. 1m50. Bên đây cao lắm nha, bên đó cao nhiều. 1m60 đó. Ở bên kia người ta cao 1m63 là người ta còn mang đôi guốc vô. Bề cao là bề ngoài thôi, còn mình có cái khác nó cao hơn nữa. Cái gì cao hơn nữa? Khi tìm hiểu mới biết được chứ giờ nói thì sao biết được. Ở trong nó cao, ở ngoài nó thấp sao? Trừu tượng quá. Mình có tật xấu gì không? Có chứ chị. Mình khai ra. Một người mà không có tật xấu rồi là thần thánh rồi. Rồi tật xấu của bạn là gì? Hay đi nhậu. Nhậu nhiều không? Nhậu thì không nhiều. Uống nhiều chai? Hai chai. Hai chai nhậu gì? Tại vì không biết nhậu hai chai mới xỉn rồi mà không biết đưa về nhà mới gọi là xấu. Trời, tật xấu gì nữa? Giờ cũng chưa nhớ ra nữa. Trời ơi, chắc cái gì cũng xấu hết quá à. Muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Biết nội trợ, ăn nói nhỏ nhẹ. Con gái Huế thường nội trợ giỏi lắm. Điều gì không thích ở người phụ nữ?
đừng có nói nhiều về một vấn đề. Nói dài á phải không? Nói dài. Phụ nữ nào cũng nói dài hết trơn. Thôi được rồi, về bển đi. Vậy đủ rồi đó. Bên đây người ta dễ thương lắm á. Dạ, chào bạn. Nãy giờ mình nghe tiếng bên đây thấy nó trầm trầm, nó lặng lặng, nó buồn buồn sao đó. Dạ. Mình sôi nổi lên chứ. Tính bạn có sôi nổi không? Dạ, tại vì lên sân khẩu nó hơi rung xíu. Hơi rung hả? Dạ. Bây giờ hát một cái câu gì đó cho nó vui vui tí nào, đừng có nhẹ nhàng, nó phải sớm tụ lên xíu. Bài này thì nó vừa vừa, nó không có. Rồi nào, 2, 3. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like the diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Dịch. Dịch ra. Chiều em chiều. Hả? Sao mày nói biết? Em biết thôi vậy, em không biết dịch. À, bây giờ hát bài tặng lên bên kia liền. Em không biết hát. Biết em... làm thơ không? Dạ không. Biết múa không? Dạ không. Không biết gì hết hả? Dạ. Thế thường là bạn giải trí bằng gì? Xem kịch hài rồi đọc truyện cười. Đọc truyện cười có nhớ chuyện nào cười cười không? Có nhưng mà không đầy đủ. Đâu kể thử coi. Trời ơi, lại gặp người phụ nữ đẹp cứ ngồi cười vậy hoài hả? Thôi sợ quá hả? Đây là... nhút nhát quá hả? Đây là lý do em ế mà. Bây giờ hai người gặp nhau là phải vồn vã liền. Mình chứng minh được cái buổi đầu tiên gặp ấn tượng nha. Chuẩn bị. Bây giờ trước khi hai bạn trò chuyện với nhau, bạn không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Em không thích là người mà ngày nào cũng nhậu, nhậu nhạc quá nhiều. Nếu bạn trai nhỏ tuổi hơn mình em chịu không? Nhỏ tuổi hơn thì em vẫn chịu. Tại vì tuổi tác thật ra nó không phải là vấn đề. Vấn đề là cái tính cách có chỉnh chặn hay không. Vùng miền em có quan trọng không? Chung một vùng mà. Miền thì không có nhiều người mình ở đó mình không thích người ở đó. Lúc trước em cũng có quen bằng trai người Huế và không thành, cho nên cũng không có ấn tượng lắm. Không thích người Huế luôn. Nhưng bạn trai nhút nhát quá giống như cái anh nó bển em thích không? Nhút nhát nhưng mà trong quá trình tìm hiểu nếu người ta có những điểm tốt thì mình cũng vẫn tìm hiểu. Rồi thôi cho hai người gặp kéo nhau. Kéo màn lên à. Làm sao thuyết phục bạn gái liền nha. Gặp sao mình nói liền cái gì đó. Ngồi cười hoài tao không để ý đâu. Ha. Chuẩn bị 2 phút bắt đầu. Chào anh. Trong gia đình anh bao nhiêu anh em ạ? Chỉ có 3 anh em. Anh là đầu. Nhà em thì có 2 anh em. Anh trai đã lập gia đình rồi. Em có sờ gia trưởng không? À, có. Cái đó là chắc chắn. Không, mình không gia trưởng. Nhưng mà... cầm gì á? Người ta chưa muốn. Này là tặng em để cảm ơn. Kỷ niệm lần đầu tiên. Và... đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn. Nói gì đi, nói gì cái ban đầu coi. Thì tay run quá vậy. Cảm giác bạn gái thế nào? Lần đầu tiên gặp gỡ nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi. Con tay lại. Run quá. Nói đi, cảm giác sao? Một người đẹp thế này. Cao hơn mình thì em có không thích người thấp như anh không? Thì nói thật là em cũng thích cao, nhưng mà nếu mà người thấp nhưng có cái giá trị người ta cao thì em vẫn thích. Bây giờ thí dụ gặp một cô gái trước mặt mình yêu cô gái đó quá, mình thích cô gái đó quá, mình nói gì? Anh yêu em. Nhanh như vậy nói nhìn thẳng vô mắt chứ. Mạnh mẽ lên nào, 2, 3 bắt đầu. Em không nói được anh ơi. Giờ nói không được phải không? Dạ. Nhào vô luôn. Nhào vô mình ôm đại đi. Cái gì mà đứng mà cứ thủ hoài vậy? Vô. Làm đi, không nói thì hành động. Mình cầu hôn hay là mình tỏ tình gì đó. Quỳ xuống, mình nâng tay rồi lên mình nói chuyện. Cái này em còn chưa biết nên nói sao. Không có chuẩn bị trước còn không biết nói. Bây giờ mình tập mình làm luôn tại chỗ. Con tim mình sao nhìn cổ đi, nhìn tôi làm chi nhìn hoài vậy? Bây giờ cảm nhận đầu tiên gặp gỡ con tim mình sao, nói thật cho cô ấy nghe đi. Đầu tiên thì thấy rung rồi. Đời lạc nó hết rung. Tiến tới nắm tay bạn ấy một cái đi. Mau lên tiến tới nắm tay. Có. Hung tay một cái. Trời ơi bắt tay. Được rồi đó. Rồi. Nãy giờ tập rồi, bây giờ bạn ngồi xuống đi. Bây giờ bắt đầu hai người trò chuyện, chúng ta có 2 phút. Căng thẳng quá. Rồi 2 phút bắt đầu. Anh là làm kinh doanh mà mỗi kinh doanh thì tiếp khách rất là nhiều, đi về khuya. Vậy thì em nghĩ sao? Cái chuyện công việc thì nó bắt buộc nhưng mà cũng vừa phải thôi, không phải là một tuần nhậu hết 7 ngày thì hơi quá đáng. Bạn trai tiếp khách nhiều lắm hả? Dạ, đúng rồi. Tiếp khách là ngồi vậy hoài đó hả?
Con như nào mình tiếp khách đi, nói mạnh mẽ lên chút xíu đi. Còn cái chuyện tiếp khách do công việc thì em không có nói gì, nhưng mà không có cái kiểu là đi thêm lăng nhăng, thêm tăng này tăng nọ, có cả cố thì em không thích như vậy. Trời ơi, anh tiếp khách là có cô, chắc mấy cổ mới nói giùm cho anh có nói gì đâu. Có đi tiếp khách mấy tầng không? Cái này là phải tùy theo khách đó chứ. Vậy là có đi đúng không? Tại vì mình phải chiều theo khách chứ mà phải, đó, không phải biết chiều mà. Mình thôi hứa gì người ta thì bấm chuông đi. Thì khi có gia đình rồi thì mình phải dành thời gian cho gia đình thì bớt lại. Thay vì ngày tiếp hai người thì ngày tiếp người thôi. Có thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật thì chắc là phải dành riêng cho gia đình rồi. Thôi hết thời gian. Thôi để tay nút bấm đi. Bây giờ mình quyết định là đồng ý hẹn hò hay không. Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian. Để bấm à. Trời ơi, giật mình. Tôi tưởng nó là hút rồi chứ. Ủa sao ý định bạn sao mà bạn thay đổi phút chót vậy? Lúc bấm lúc không. Em đợi anh hút xong. Đợi hút xong anh. Đợi đếm sau. Bóng tay cứ đi. Anh nha. Trời ơi, nó rung dữ vậy. Cảm nhận bạn như thế nào? Thôi. Nhát vậy cũng chịu nữa hả? Nhạc vậy thì nó yên tâm hơn chị. Đúng rồi. Sợ vợ lắm á, sợ vợ không? Ôi đâu, bạn nói là bạn muốn người cao 1m7 trở lên mà sao ảnh thấp đây, hơn. Đây là cơ hội tìm hiểu thôi ạ. À. Được rồi, vậy là vui rồi. Anh hơi nhát nên không biết em có... Anh nhát là nhát sao? Nhiều lúc... Không dám nắm tay hay là... Vâng, đúng rồi, không dám nắm tay em gái. Chứ tại vì có cái chỗ dưới chỗ em ấy, cũng có một cặp kia mà bạn nam ấy, thì bạn nam với bạn nữ thì kiểu như là ăn cơm trước kẻng rồi có thai với nhau, thì người nhà bạn nam mới hỏi bạn nam là mày làm gì mày để nó vậy? Bạn em kia bạn nói là con có làm gì đâu mới có nắm tay. Thế bây giờ từ đấy đi năm cái truyền thuyết mà nắm tay mà có thai làm giam sạ không dám nắm tay vậy. Trời đất ơi. Có thiệt nói chơi vậy? Thật anh Linh có thay. Rồi. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Đức Quang, sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Nghề nghiệp em là kỹ thuật cơ khí. Dạ, năm nay em được 30 tuổi rưỡi anh ơi. Rồi, Đức Cáp Quang, ế không, Đức Quang, 30 tuổi rưỡi. Rồi, bạn gái giới thiệu rồi, đi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Thùy Dung, em 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang bán hàng online. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em nấu ăn dở lắm, em nấu canh đại dương. Là em hay suy nghĩ linh tinh. Em đi đường em hay khùng, em hát này hát nọ. Mấy đứa bạn em chở em mà nó kêu bị khùng sao em hát tiếp. Đâu vậy em hát thử coi. À, hát sao mà hát lớn giống như đang hát ngoài đường nha. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Anh chả hay là bánh giò. Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiết tiền. Anh ơi đi nhanh thôi em đói rồi. Anh ơi đi nhanh thôi. Ôi trời ơi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Ăn bớt lại. Đừng có ăn đã đời. Bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Dạ em là người rất là vui vẻ và hòa đồng anh. Ừ, tốt. Khuyết điểm của em là lúc em hơi ương bướng, lì lợm. Em đã không thích làm gì mà mẹ em mà có làm cái gì thì em cũng cứ cậy, coi như là không nghe thấy gì. Trời ơi, vậy là hơi lì vậy đó, mẹ anh nói mà không nghe. Nhưng mà với mức độ nào thôi, lì quá cũng không được anh này. Nhiều khi mẹ nói không được chứ bạn gái nói là được liền. Có thể vậy. Dạ, em cũng lì mà chị. Lại nhiều lúc em tính em hơi trẻ trâu anh này. 31 rưỡi rồi mà còn trẻ trâu. 30 rưỡi thôi. Rồi bạn gái, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình, chia tay cách đây hơn 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Mình quen được bao lâu rồi? Dạ quen được 3 năm, tại vì người ta có gia đình mà em không biết á. Cái gì? Có gia đình mà em không biết. Lúc mà quen nhau thì cũng gặp nhau ít lắm chị. Rồi khi mà muốn tiến tới á, có giấy xác nhận độc thân á thì bạn nó không có. Rồi biết rồi thôi, không có quen nữa. Thiệt tình, thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai em có bao nhiêu mối tình rồi?
Mối tình thì trẻ trâu thì em nhiều lắm chị ơi. Ba em bị mất ba con gấu bông rồi chị ơi. Nghĩa là em không có mối tình chính thức nào hết. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một đối tượng như thế nào để hợp với mình? Cao một khoảng 1m55 đổ xuống được anh ơi. Tại vì em cao 1m67. Khi mà mình mà muốn hôn ấy mà người bạn gái mà lùn mà kiễng lên hôn, trời nó đã. Trời nó lãng mạn lắm anh ạ. Cái gì vậy? Cái gì đã? Ôm vai mình mà kiễng lên hôn mình, trời ơi. Thôi rồi luôn, tuyệt vời. Tưởng tượng ngon quá ha. Dạ. Ngon ghê. Vụ này cũng lạ nè. Bên kia cưỡng lên được không? Dạ em cao 1m58 anh ơi. 10 phân dưới đường tay. Được rồi. Không thôi anh bế em lên đi. À. Ôi vậy thì tuyệt quá em ơi. Lãng mạn quá. Em muốn tìm mẫu người như thế nào nữa? Đừng có vô tâm quá. Nếu mà quen nhau mà cảm thấy có những gì đó mình không hợp với nhau thì mình sửa đổi cho nhau thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Anh ấy lười này, rồi hay chọc ghẹo những người khác, em không thích. Thấy gái xinh cái là ghẹo ghẹo. Trong mắt chỉ là... có mình em thôi là chỉ mê mình em không thôi. Có. Không có đúng không? Dạ, em nhát gái lắm anh ơi. Em cứ nhìn thấy người mình thích em không biết nói gì. Để chị qua chị coi bên này. Dạ em chào chị. À chào em. Trời tóc màu đen quá ha. Không, em này em đang giận em cắt tóc quá trời luôn đấy. Sao vậy? Tự nhiên cắt cho em ngay cái đầu trẻ trâu quá. Em nói em thích trẻ trâu mà. Tính em hơi trẻ trâu chứ em không thích trẻ trâu. Nhưng mà hôm nay ông em cứ ngồi xong và cắt cho cháu đẹp đẹp tí, cắt hồi ra cái đầu. Người ta thích trẻ trâu mà cái ông hất tóc hất cái đầu trâu. Đúng hết đầu trâu luôn, em giận ông quá trời. Mấy luôn, em đang bắt đền ông ấy. Hôm nay lạ em lại được đi chương trình nữa. Cái đầu có mấy cộng, trâu nó có mấy cộng đầu rồi nè. Mình đã chuẩn bị cái gì cho đám cưới chưa em? Thì tùy bạn nữ, em cho bạn nữ sắp xếp hết à, chị ạ. Quan trọng là khả năng của mình như đến đâu rồi mình về mình hai đứa cùng cố gắng chị ạ. Rồi mình lấy nhau về mình ở đâu? Ở nhà em chị. Là làm dâu đúng không? Dạ, tạo ra riêng cũng được chị. Vợ em là nhất, vợ là số 1. Về kinh tế trong gia đình ai giữ? Dạ, ai vợ giữ chị ạ. Em không giữ được tiền. Ủa mà có men không vậy? Có. Sao ngồi xuống cứ eo vậy? Em run quá. Có, nãy ta còn em tham dự chương trình này á, em tham dự chương trình này là đám bạn thân nhà em không cho một đứa nào biết hết. Sao vậy? Bình thường em hay chôn tụi nó là treo tụi nó là không có yêu này nọ, bây giờ tự nhiên mình chỉ nó mà biết cho nó chôn mình trước luôn. Rồi được rồi, để tôi thông báo cho các bạn của bạn coi TV. Rồi để anh qua anh coi một coi chàng trai có một cái đầu rất nào? Lạ. Và hơi nhút nhát. Gái. Em có thích một sự lãng mạn, một sự gọi là nhí nhố trong tình yêu không? Thế là gọi là vui đó. Dạ thích. Nhiều khi cứ khuôn mẫu hay là xếm xú em cũng không thích. Đúng, anh này là có điều đó đó. Đôi khi nó giỡn tí, nó nhí nhố chứ tí mà nó vui. Hiền quá cũng được. Đúng rồi. Nó chỉ bự bự lên mới vui. Bự bự. Bự bự gọi là nhí nhố trẻ trâu á mà. Dạ. Nhưng mà anh nói rằng hai vợ chồng cùng nếu mà thương nhau thì hai người cùng gọi là làm ăn kinh tế đó. Thì em đồng ý chuyện đó không? Dạ được, bây giờ thì phải vợ chồng phải cùng làm với nhau chứ không lẽ giờ chồng đi làm vợ ở nhà không? Em muốn làm gì để phát triển kinh tế? Sau này em muốn kinh doanh buôn bán đồ ăn đồ uống gì ở nhà. Tức là em tự nấu luôn hả? Dạ. Rồi vậy tốt rồi. Được. Sao? Có thể mở một cái tiệm nữa cho vợ buôn bán được không? Dạ được anh này, cố gắng là được hết anh này. Có sự cố gắng là được rồi. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân cái, em đi với ai? Dạ em đi với mấy đứa em, anh hai và bé song sinh với em. À rồi chào em gái. Dạ chào anh Quỳnh Linh ạ, à. Chào chị Cát Tường. Rồi, ủa vậy em là em hay là chị? Dạ em ra trước, em làm chị. À. Dạ thì ở nhà thì Quang hiền, ít nói, bé dễ thương. Và có cái nữa là thích âm nhạc đúng không em? Là Quang một tay trống đó. Chơi trống rất kỳ khôi và giữ nhịp rất tốt vô cùng. Em rất là thích khi mà nhìn Quang ngồi trên đàn trống. Đàn trống giỏi ha. Nãy giờ sống khoe hát được rồi. Rồi bạn gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với chị em, với em gái, với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Rồi. Dạ xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em thấy là nhìn cũng được, nhưng mà hai đứa thì lại có cái tính lì á, thì hy vọng là bạn trai sẽ nhường bạn gái xíu. Dạ em nhịn, em không cãi bạn gái bao giờ chị ơi. Em nhịn hết, có gì hai đứa về tối một phòng tâm sự với nhau nhẹ nhẹ thôi. Chứ trước mặt mọi người mà mình cãi nhau nó không hay. Rồi cũng thấy hai bạn có một điểm chung đó là rất là thích âm nhạc. Cho nên là vai chị thì cũng ủng hộ hai em. Cảm ơn hai chị ha. Kéo màn. Anh Linh ơi,
Run lắm. Xinh quá anh Linh à. Dạ. Thôi ơi. Dạ anh con. Gì bụm bụm hoài vậy, ngồi xuống đi. Em run quá chị ơi. Thấy sao? À, lần đầu tiên gặp nhau đấy. Em có nhận xét gì về anh không? Thấy anh nhìn ngoài cũng được, như tóc cũng hơi ít. Không, không, không phải hơi ít mà do ông cắt tóc, ông cắt hết tóc của anh chứ không phải tóc của anh hết. Ủa vậy hả? Dạ, chứ này tóc anh cũng nhiều. Em hỏi anh được không? Dạ được. Anh đang có mối quan hệ tình cảm nào khác không? Bây giờ là anh vẫn đang ế độc thân. Anh ở Đồng Nai mà anh ở... Anh đâu? Ở Biên Hòa. Nhưng mà em ở Long Thành. Long Thành à, cũng gần mà. Em ở Long Thành ngay chỗ nào? Ngay chỗ Vincom, ngay thị trấn anh. À, chỗ đấy anh biết. Hôm nay anh có thấy đạo không? Có. Em cũng có đạo. Rồi, tốt rồi, cái này là tốt nhất nè. Ví dụ như yêu xa như vậy rồi anh sẽ làm sao để em tin tưởng anh? Ồ, anh nghĩ đâu có xa đâu em. Cũng xa anh. Từ chỗ anh lên chỗ em có mười mấy cây à? Không xa như vậy thì một tuần anh gặp em được mấy lần? 7 lần. Có rồi nói nha. Có 7 ngày. Thì không? Trừ khi anh công việc anh bị tăng ca gì anh không đi được thì anh không lên. Trừ bớt thì số ngày chứ không mà anh giản là cứ 7 ngày. Nhớ nha. Ủa mà anh ngày năm gặp em rồi, thời gian đâu rồi, anh đi chơi bạn bè anh nữa. Anh đến tuổi này bạn bè anh giờ thì nó cũng an cư lạc nghiệp hết rồi em ơi. Thì chỉ thỉnh thoảng thôi thì anh dẫn em đi cùng. Được nha, anh có nhậu không? Anh uống được có 2 lon em ơi. Anh uống lon thứ 2 là đầu là quên cả lối về. Lần thứ 3 là không cảm xúc. Lần thứ 4 là bay luôn. Cảm nhận của em người đối diện thế nào? Bây giờ trong lòng em thấy thế nào nào? Nhìn em thì đúng người, mẫu người lý tưởng của anh luôn. Anh hơi nhét nên em có... Anh nhét là nhét sao? Nhiều lúc... Không dám nắm tay hay là... Vâng, đúng rồi, không dám nắm tay em gái. Chứ tại vì có cái chỗ dưới chỗ em ấy, cũng có một cặp kia mà... bạn nam ấy thì bạn nam với bạn nữ thì kiểu như là ăn cơm trước kẻng rồi có thai với nhau thì người nhà bạn nam mới hỏi bạn nam là mày làm gì mày để nó vậy. Bạn nam kia bạn nói là con có làm gì đâu mới có nắm tay. Thế bây giờ từ đấy đi năm cái truyền thuyết mà nắm tay mà có thai làm giam sạ không dám nắm tay vậy. Trời đất ơi. Nói thiệt nói chơi vậy? Thật anh Linh có thật. Hồi nãy anh cũng đặt vấn đề một cái câu hỏi nè. Thí dụ có một bạn gái, hai người yêu thương nhau lắm. Bạn gái chủ động nói thôi đêm nay là vô khách sạn mình nghỉ ngơi một chút được không? Thì lúc đó em giải quyết làm sao? Cái này khó quá anh Linh nha. Một là tới, hai là thôi. Vâng, thì em cũng vô khách sạn với bạn đấy. Mình nói chuyện xong rồi thôi hai phòng, mỗi người phòng cũng. Nhưng mà em sợ ma lắm. Sao em muốn ngủ chung rồi, giờ làm sao? Thì em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Lạnh lắm. Anh sẽ là người ngồi cạnh em thức suốt đêm để trông em ngủ. Không, xạo làm thức suốt đêm được. Thật, anh nói thật. Lỡ em sợ ma quá, em muốn ôm anh rồi sao? Khó quá em ơi. Anh không thích rồi hả? Có, thích anh nhưng không mà thích hả? Có nhưng mà khó quá. Sao khó? Nó nhiều lúc có xảy ra những chuyện không hay làm gì. Sao không hay thì do anh kiềm chế thôi chứ. Khó. Làm gì ngủ ẻo 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 hoài vậy, tôi mệt ghê luôn á. Khó quá chị ơi. Đâu biết sao ta. Rồi, giờ lại, sao lại ta? Mà cho nó ẩm cái coi, mệt quá, đứng lên. Ẩm thử coi, hồi nãy đòi ẩm, muốn ẩm gì đó, ẩm lên nổi cục, đâu. Ẩm đi. Thử đi. Ẩm nổi thì gã, không nổi nghỉ, về. Rồi, được rồi. Trời đất ơi. Chỗ đi bạn trai. Đây là một cô gái khá thông minh đấy. Dạ. Cô ấy rất là bản lĩnh đó. Thôi, để tay mình đút bóp. Cái bóp, quẹo miếng ngón tay hết rồi. Trước khi em bấm nút, em nói gì bạn gái một câu nào thật tình cảm nào? Thì nãy giờ trên mình gặp nhau trên đây thì chắc cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội tìm hiểu về em để em có thể hiểu rõ được con người của anh. Em hy vọng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời em. Một, hai, ba. Hết thời gian. Nắm tay cô ấy liền. Nắm liền, nắm tay cô gái. Có những cái lúc mình phải mạnh mẽ lên em ha. Mình là đàn ông mà. Nào hôn cô gái đi. Mình ngại lắm. Đừng có nói là tôi. À.
Đây nè, em coi cô gái nè. Em gái hùng ảnh cho anh. Thấy chưa? Tuyệt vời. Anh thích với cô gái như thế.